Ngày 8 tháng 11, khu vực Azaf của Ả Rập Xê Út, nơi nổi tiếng với các nóng sa mạc khắc nghiệt, chứng kiến tuyết rơi đầu tiên trong lịch sử. Hiện tượng bất thường này đã khiến cho cảnh quan khô cằn thường thấy như thành xứ sở thần tiên phủ đầy tuyết, khiến người dân địa phương và các chuyên gia trên toàn thế giới ngạc nhiên. Các chuyên gia trên toàn thế giới đang theo dõi và nghiên cứu hiện tượng bất thường này. Trung tâm khí tượng quốc gia UAE, NCM chỉ ra nguyên nhân do một hệ thống áp suất thấp trên biển Ả Rập kéo dài. Về phía Oman, Hệ thống này mang không khí ẩm qua Ả Rập Xê Út, dẫn đến những thay đổi lớn về thời tiết và làm tuyết rơi. Người dân địa phương ở Ozaf vô cùng kinh ngạc khi thấy sa mạc quen thuộc của họ phủ đầy tuyết, lần đầu tiên trong lịch sử ở khu vực nóng bức này cơ quan thời tiết của Ả Rập Xê Út đã ban hành cảnh báo người dân phải đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan như sông bão, mưa lớn và mưa đá có thể tiếp tục xảy ra trong những ngày tới. Đây không phải là lần đầu tiên Ả Rập Xê Út chứng kiến tuyết rơi bất thường. Vào tháng 2 năm 2024, những ngọn núi Alaus phía tây bắc thành phố Taibuk Búc cũng phủ đầy tuyết. Thông thường ở Laos có tuyết rơi trong khoảng thời gian từ tháng 12 đến tháng 1, nhưng năm nay tuyết rơi muộn hơn, được cho là do điều kiện khí quyển thay đổi và không có gió nam mang không khí lạnh ẩm đến khu vực này. Thời tiết mùa đông bất ngờ này làm nổi bật hiện tượng biến đổi khí hậu ở Trung Đông, nơi mà ngay cả những vùng khô cằn nhất cũng có thể trải qua những thay đổi đáng kể. UAE cũng chứng kiến những kiểu thời tiết kỳ lạ gần đây, mặc dù không có tuyết rơi. Thưa quý vị, thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tính đến 11 giờ trưa nay mùng 9 tháng 11, vị trí tâm bão số 7 đang cách quần đảo Hoàng Sa, khoảng hơn 400 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17. Nhận định mới nhất cho thấy, khi áp sát vùng biển các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bão số 7 có thể suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa cho các tỉnh miền Trung. Tuy nhiên, diễn biến của bão vẫn còn rất phức tạp và khó lường. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc trong ngày và đêm nay, mùng 9 tháng 11, vẫn duy trì cường độ của một cơn bão rất mạnh. Đến 4 giờ sáng mai, mùng 10 tháng 11, tâm bão trên khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340 km về phía Bắc Đông Bắc. Lúc này bão vẫn mạnh cấp 13 giật cấp 16. Từ ngày mùng 10 tháng 11, bão có thể đổi hướng Tây Nam, di chuyển chậm lại, hướng về phía quần đảo Hoàng Sa và bắt đầu suy yếu đến 4 giờ ngày 11 tháng 11, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía Bắc Tây Bắc với cường độ giảm xuống cấp 11, giật cấp 14. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7, dự báo trong khoảng từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 11, khu vực các tỉnh Trung Trung Bộ từ Quảng Trị vào đến Quảng Ngãi có thể có mưa rào và rông dài rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, diễn biến về đường đi và cường độ của bão số 7 sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự tương tác với khối không khí lạnh hoạt động trên biển Đông vì vậy diễn biến bão còn khó lường và phức tạp. Do ảnh hưởng của bão số 7, khu vực Bắc Biển Đông hôm nay gió mạnh cấp 8 đến 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 đến cấp 14, giật cấp 17, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm từ 7 đến 9 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của sông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Sáng nay mùng 9 tháng 11 với chỉ số AQI lên đến 218, Hà Nội nằm trong danh sách 3 thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới. Tình trạng nghịch nhiệt, sương mù dày đặc đã khiến cho bụi mịn ở Hà Nội tăng cao. Lúc 8 giờ sáng nay, các ứng dụng đo chất lượng không khí đều đưa ra mức cảnh báo Hà Nội ô nhiễm nặng nề. Tại bảng xếp hạng các thành phố ô nhiễm nhất thế giới trên ứng dụng AirVisual, Hà Nội có chỉ số AQI 218, xếp thứ 3 sau Lahore của Pakistan và Delhi của Ấn Độ. Hàng loạt các điểm đo ở thành phố Hà Nội, chỉ số ô nhiễm không khí có mức màu đỏ hoặc màu tím. Đáng nói, rất nhiều điểm đo có chỉ số AQI trên 200 như Cổ Nhuế, Đông Ngạc, Nhật Tân, Yên Phụ, Phú Thượng, Ba Đình, Ngọc Thụy. Các điểm đo khác, chất lượng không khí cũng rất xấu, không xuất hiện điểm nào có chất lượng không khí đạt chuẩn ở mức hiển thị màu xanh. Tương tự, trên ứng dụng cảnh báo chất lượng không khí Pam vào sáng nay, Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất là ở điểm đo phố Ngọc Hà với chỉ số AQI lên đến 257, Xuân Phương 253. Điểm đau tại trường Đại học Luật Hà Nội có chỉ số AQI 207, Kim Mã 198. Tại Cổng Thông tin Quan trắc Môi trường, Hà Nội đưa ra cảnh báo nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng từ sức khỏe, hạn chế hoạt động ngoài trời. Những người thấy có triệu chứng đau mắt, ho hoặc đau họng nên cân nhắc giảm hoạt động ngoài trời. Đối với học sinh, có thể hoạt động bên ngoài nhưng nên giảm bớt việc tập thể dục kéo dài. Ngày 9 tháng 11, Ủy ban nhân dân xã Đạt Răng, huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ chặt phá 23 cây cà phê nhiều năm tuổi sắp được thu hoạch của một hộ dân. Vụ việc đã được báo cáo lên lãnh đạo huyện Mang Giang. Theo đó, ngày 6 tháng 11, vườn cà phê của gia đình bà Vũ Thị Xuân, làng Đê Dơn, xã Đắc Răng bị kẻ gian phá hoại, chặt đứt cành ngọn của 23 cây cà phê chuẩn bị thu hoạch. Bà Xuân cho biết, do ngày mùng 6 tháng 11, thời tiết ở đây mưa to nên gia đình không vào vườn cà phê. Đến sáng mùng 7 tháng 11, khi đi thăm dãy thì gia đình phát hiện 23 cây cà phê đang trong thời kỳ chuẩn bị thu hoạch thì bị ai đó vào vườn chặt phá toàn hoa. Ủy ban nhân dân xã Đắk Răng cho biết, sau khi nhận được thông tin trên địa bàn xảy ra vụ phá hoại vườn cà phê của người dân, Ủy ban nhân dân xã cử lực lượng công an xuống hiện trường để kiểm tra xác minh, nắm bắt tình hình vụ việc, đồng thời báo cáo lên lãnh đạo huyện. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc phá hoại cây trồng có thể là do mâu thuẫn về cá nhân. Xã Đắp Răng đã báo cáo công an huyện để điều tra vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh và triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng, thu giữ hơn 500 khẩu súng các loại. Qua theo dõi đấu tranh phá án, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng ở nhiều tỉnh thành phố triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng, bắt giữ triệu tập 45 đối tượng, thu giữ 532 khẩu súng các loại, 36.800 viên đạn, hơn 211 gam ma túy, khởi tố 43 bị can về các tội danh chế tạo, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy. Đường dây buôn bán vũ khí trái phép này do 6 đối tượng cầm đầu là Vũ Anh Tú sinh năm 1993 và Vũ Tiến Phát sinh năm 1997 cùng ở Ninh Bình. Mai Văn Đồng sinh năm 1992 ở tỉnh Tây Ninh, Lê Văn Cương sinh năm 1998 ở Đồng Nai, Nguyễn Thanh Tiên sinh năm 1993 ở Hậu Giang, Trần Quốc Cường sinh năm 2001 ở thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay ban chuyên án xác định các đối tượng trong đường dây này đã bán ra thị trường hơn 1.000 khẩu súng trên khắp các tỉnh thành cả nước. Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Với việc thực hiện thành công đề án 1816, khám chữa bệnh từ xa, chỉ đào tuyến. Trong những năm vừa qua, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện chuyển giao nhiều kỹ thuật ngoại khoa cho các tuyến y tế cơ sở. Theo đó, nhiều ca phẫu thuật khó đã có thể thực hiện thành công ngay tại tuyến huyện, tuyến tỉnh mà không cần phải chuyển người bệnh lên tuyến trung ương ca hỗ trợ cấp cứu phẫu thuật xử lý chấn thương cho bệnh nhân bị tai nạn trong vụ sập cầu tại phong châu phú thọ vừa qua đã được các bác sĩ bệnh viện đa khoa huyện tam nông thực hiện thành công dưới sự hỗ trợ hội trần từ xa của các bác sĩ bệnh viện hữu nghị việt đức nhờ đó người bệnh đã được cứu sống mà không phải mất thời gian chuyển lên tuyến trên đây chỉ là một trong số các ca cá hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa qua hệ thống telemedicine mà Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện trong nhiều năm qua, giúp cấp cứu điều trị kịp thời cho người bệnh trong điều kiện không thể chuyển bệnh nhân. Qua, qua rất nhiều năm chúng tôi chuyển giao, chúng tôi đào tạo, thì rất là mừng là các tuyến luyện, đặc biệt là trong lĩnh vực ngoại khoa và nghiên một sức anh em làm rất tốt. Thế và khi xảy ra những tình huống như vậy thì anh em rất chủ động về cấp cứu bệnh nhân ban đầu, thế rồi là xử lý những cái tình huống mà không thể chuyển bệnh nhân đi được. À, những cái giờ phút đó rất là quan trọng ví dụ như những trường hợp mà cấp cứu sốc đa chấn thương cấp cứu ban đầu thế rồi cần phải hỗ trợ cần phải hồi sức ngay tại chỗ thở máy trước khi mà chúng ta có thể hội trần với các thầy ở tuyến trên trước khi có thể vận chuyển bệnh nhân hoặc trước khi các thầy à, từ tuyến trên về hỗ trợ trực tiếp thì cái việc mà ban đầu cực kỳ quan trọng và như vậy thì giúp cho nâng cao được cái chất lượng tuyến luyện thế và như vậy thì chắc chắn là người, người dân sẽ yên tâm ở lại tuyến luyện à, người ta sẽ không vượt tuyến theo các bệnh viện tuyến dưới, việc được các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành của Trung ương hỗ trợ về chuyên môn, đặc biệt là các lĩnh vực như ngoại khoa, gây mê hồi sức, trần đoán hình ảnh là những chuyên ngành vô cùng cần thiết đối với các tuyến y tế cơ sở, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, nơi gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là việc vận chuyển người bệnh cấp cứu. Trước đây là các cái chuyên khoa phẫu thuật, ví dụ như là cột sống, ví dụ như là thay khớp háng, thì chúng tôi đều phải chuyển lên tuyến trên. Sau khi được các cái chuyên gia của các thầy của bệnh viện Việt Đức về hỗ trợ thì những kỹ thuật này thì chúng tôi đã triển khai được ngay tại bệnh viện và các cái bệnh nhân ở các vùng sâu vùng xa của Hòa Bình hiện nay đã được thụ hưởng về cái kỹ thuật này. Chúng tôi còn mong muốn được làm nhiều hơn thế nữa là vì còn rất nhiều các bệnh viện, rất nhiều các kỹ thuật chuyên môn mà muốn được chuyển giao cho tuyến. Tuy nhiên, cái kinh phí mà để chi cho cái hoạt động chỉ đạo tuyến này thì càng ngày càng eo hẹp cái đó cũng hạn chế cái việc mà mà triển khai cái chương trình của chỉ đạo tuyến chỉ tính riêng trong giai đoạn 2020-2024, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã đào tạo liên tục 485 khóa các chuyên ngành ngoại khoa, gồm chấn thương chỉnh hình, gây mê hồi sức, trần đoán hình ảnh và điều dưỡng, 72 khóa đào tạo, các gói kỹ thuật chuyển giao cho gần 1.000 cán bộ của bệnh viện tuyến tỉnh. Đặc biệt là chuyển giao thành công nhiều kỹ thuật khó trong ghép tạng cho một số các bệnh viện trung ương và bệnh viện tuyến tỉnh.